Sao chả thấy lãng mạn gì nhỉ? Thôi mời các bác nhá, cùng với cả mọi người đây. Ăn đi, ăn đi nhá. Ờ, lấy lại này. Cho anh thêm một cái bát nữa được không? Bát ngang ngang này để anh chia ra ấy. Đây là lưới lợi nha các bác. Các bác em tuyệt vời à. Như là cực kỳ, ok, thank you. Để mình chia đều ra cho hai bên ấy. Cháu Linh xin chào tất cả các anh chị nhá. Chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thầm Linh. Hiện tại thì cháu Linh đang có mặt tại chợ phiên Mèo Vạc. Một cái phiên chợ mà chỉ họp vào ngày cuối tuần, đó là ngày Chủ nhật. Và bà con ở tất cả các thôn bản, các xã sẽ tập trung tại cái chợ phiên ở huyện Mèo Vạc này. Có thể mang những đồ nông sản, nhu yếu phẩm trong gia đình của mình, có thể mang những thứ gì có thể bán và mọi người có thể mang ra đây để đổi, như mua mắm muối mì chính về cung cấp cho gia đình mình. Và đặc biệt cái tập tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay của cháu Linh, đó là hôm nay Mỹ Linh đang có mặt tại chợ phiên để đưa chỗ bác Trơ với cả A Pó là đi ra chỗ chợ bò Mèo Vạc để mua bò giống. Hiện tại thì chỗ bác Trơ với cả A Pó là đang có mặt ở chỗ chợ bò để xem bò rồi. Thì bây giờ mời tất cả các bác cùng với Mỹ Linh vòng quanh chợ phiên để ra chỗ chợ bò để xem là hai bác cháu đó là đang lựa chọn cái con bò cái để làm giống nó như thế nào rồi. Đó thì mời tất cả các bác cùng với cháu Linh đi ra chỗ bên chợ phiên của Mèo Vạc nhé. Hôm nay thì chợ phiên của Mèo Vạc thì cũng khá là đông nhá các bác ạ. Lúc đấy thì cháu Linh cũng có bảo là A Pó với cả bác Trơ là lên nhà, nhưng mà thành ra là đi thế là bị lạc nhau, tại vì các bác biết cái chợ phiên này nó đông quá ấy. Ở đây chỉ là chỗ cái cổng mà đi vào chỗ cái khu vực ẩm thực thôi, như ở bán mẻn mén, bán thắng cố. Còn cái khu vực ở bên kia đông hơn thì nó sẽ ở phía bên kia nhá các bác. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải đi thẳng đến chỗ chợ bò luôn, tại vì là hai bác cháu đã đang ở đấy đợi rồi. Đã vào đâu. Sáng nay thì Linh cũng chưa ăn sáng, khả năng là hai bác cháu cũng chưa ăn gì, cũng khả năng là cũng sẽ là mua bò xong là sẽ dẫn mọi người thì lâu lâu, tại vì các bác biết là để làm được cái tuyến đường đó thì mọi người cũng đi lại rất là vất vả ấy. Cũng đi tầm hôm nay thì chỗ bác Trơ với cả bác A Pó là bắt xe khách đến thôi. Đây, đồng quá các bác. Chắc là chỗ hai bác cháu đó là lâu lắm rồi, tại vì là các bác biết là làm đường hơn một năm trời, khả năng bác Trơ là một năm trời trong đó chưa đi chợ lần nào nhé các bác. Đó. Bây giờ thì mời tất cả các bác chợ bò đi ở phía bên này này. Đó, chúng ta sẽ sang cái khu vực bên này trước. Chợ phiên này nhiều cái xinh lắm các bác. Ở đây thì bà con cũng bán đậu này, măng rất là nhiều. Một lúc nữa là Linh sẽ dẫn mọi người đi tham quan sau. Bây giờ thì trước tiên mình sẽ phải đi sang bên kia trước. Thế chọn được bò chưa? Hả? Sao? Bao nhiêu tiền? 9 triệu cơ. Đắt quá, không có con nào rẻ hơn à? Không có con nào rẻ. Chúng mày đâu mẹ lò đâu. Thế là sáng nay đã, thế là lúc nay mọi người đã xem chưa? Xem rồi. Xem rồi. Hôm nay bỏ ít quá. Hôm nay bỏ ít quá? Vâng. Có nhỉ bác? Các bác bảo hôm nay bỏ ít quá các bác? Bỏ ít mà cửa sau là. Tuần sau lại đợi tuần sau à? Không có, tuần sau tuần sau thì sớm là có. Nhưng mà tuần sau là sai tuần. Nó là chính là ý ở đâu đi xem à? Trong này không có luôn à?
Có nhưng mà nó bỏ lưa ra thì co quá. À, xấu quá. Bỏ không đẹp à? Bây giờ là thấy nó bao nhiêu tiền? Tầm 8-9 triệu á. 9-10 triệu à? Nhưng mà đẹp không? Đẹp, đẹp à? Nhưng mà... Đấy, bò rất là nhiều ấy. Đâu con nào? Thủ đun đi rồi. 9 triệu á? À. Con bò này bao tiền đấy bác? Ờ? 9 triệu hạ giá. 9 triệu hạ giá à? 9 triệu hạ giá. Là 8 triệu vẫn được cái gì? Giảm. Không phải 9 triệu hạ giá chỉ 8 triệu là được. Giá nào? Thằng lão nào? Thì đi lò, thì đi vô cổ, cho xa. Đôi này 12 triệu này nhỉ? Hả? Ừ, nhưng mà... Đề nhưng mà... Hả? Thế là toàn là 9-10 triệu thôi à? 7 triệu không có à? 7 triệu không có. 7 triệu, 8 triệu không có. Có vẻ là bò là như là người ta nhập về đi xuôi nhiều quá bác. Bây giờ hiện tại bò trên vùng cao ít hơn ngày xưa rồi. Thế sao không đi vòng bên kia vẫn còn nhiều chỗ mà. Chỉ chưa, chỉ chưa. Sau đó, nếu mà không có là bắt buộc phải tuần sau thôi. Đấy anh em cứ hai các cháu cứ đi tìm đi. Đây chỉ là người giả tiền hộ thôi. Chứ bây giờ là để cho mấy anh em chọn là mấy anh em thích là bò đẹp hay bò xấu thì do các anh em. Ừ, xin chào anh nhá. Vâng, đưa mọi người đi mua bò. Không có nhỉ. Chợ hôm nay chợ ít bò cái nhỉ. Hôm nay chợ ít bò các bác. Cũng đến rất là sớm rồi. Hiện tại bây giờ có 7 giờ hơn một tí thôi. Nói chung là 6 rưỡi là mình hiểu hay hạt bó với cả bác chưa đến đây để xem bò từ lâu rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được. Đó. Hết rồi nhờ, không có nhờ. Không có. Ít quá. Mẹ hay nhá nào. Đi à. Ừ. Hai ông này chắc không biết mua bò đâu nhỉ. Chắc là phải bảo ông già mình đi mua thôi. Tại vì bố Linh là chuyên buôn bò luôn các bác. Ý là cho muốn cho anh em tự đi chọn giá cả nó hợp lý nhất có thể và nó khả thi nhất. Không nếu mà nhờ Linh mua thì nhiều lúc là lại sợ là lại bảo là giá cao quá hay là lại bảo là nâng giá lên. Nên Linh rất là khó trong cái chuyện đó. Bên kia họ bán hết rồi à? Một giây đấy là bán hết rồi à? Đến sớm thế mà vẫn không chọn được á? Không chọn được đâu. Bây giờ là bắt đầu là giảm tiền như ở mua bò nhá các bác nhá. Thế nếu mà không có thì để tuần sau à hay thế nào? À bác chưa? Hả? Không có thì tuần sau à? Không có thì để tuần sau à?
Đấy, hai bác cháu tự quyết định nhá, Linh chỉ là dẫn đi mua thôi. Đấy, Linh trả tiền thôi. Ý là mua con đắt hơn thì là tự bỏ tiền túi ra, mà mua được con rẻ thì sẽ trả lại tiền. Đấy, mỗi người 7 triệu thôi, mua bò cái làm giống thôi. Đấy, con như này đã 9 triệu rồi các bác. Đắt chưa? Bây giờ bò lên giá hay sao? Nó đây con này tôi chọn 9 triệu nhưng mà nó bảo là giảm xuống còn 8 triệu được mà. Nó mà 9 triệu giảm mà. 9 triệu giảm nó bảo. Nhưng mà không biết là 8 triệu nó có bán không? 8 triệu bán là Apo mua luôn à? Có cầm 1 triệu đâu không? Hả? Đủ à? Xem đi, nếu mà thích thì mua, còn không ưng thì để tuần sau được. Vì chỗ không thấy ra thì mẹ à. Đó, các bạn như đây là những con bò là như kiểu người ta buộc dây như thế này, có nghĩa đồng nghĩa là đã có chủ mua hết rồi nhá. Như các bác xem từ dãy sang bên kia, như thế này là đã có chủ rồi. Thực sự là bây giờ đang ở chỗ này rất là mùi luôn, toàn mùi phân rồi. Thế hai bác cháu là tính toán như thế nào? Có mua không hay là để tuần sau lại đến tìm? Để tuần sau. Sáng nay đến sớm thế mà vẫn không tìm được à? Không tìm được. Năm nay bỏ ít quá à? Hôm nay bỏ ít quá à? À. Quay vào đây nói chuyện nào, cứ quay nói chuyện thôi, cứ quay sang một bên thôi. Ngại à? Giờ còn ngại gì nữa? Thế là bây giờ không biết tính nào rồi. Đấy, hai bác cháu với cả mọi người quyết định đi, mọi người quyết định hôm nay mua hay không mua, hay là ngày mai tuần sau mua thì mình đi ăn sáng thôi. Bác cháu bàn với bác gái xem là hai vợ chồng. Còn nếu mà bây giờ mua đắt thì tự bỏ thêm tiền thôi, tại vì cái khả năng thì tiền nó chỉ đến như thế thôi. Đó. Rồi. Tôi chọn là hai chỉ cậu, hai chỉ lúa à? Gì đó à? Thế như thế nào? Này bỏ ý quá. Hả? Tờ sau đó. Nói to lên có nghe thấy đâu, ở đây ồn thế này. Tờ sau gì? Ý là tờ sau lại đến chọn tiếp cái gì? Tờ sau đi về sớm. Hôm nay đến sớm rồi mà cũng không chọn được. Hôm nay đi sớm. Hôm nay là các bác thì do là chỗ Apo với cả bác Trương đến sớm, nhưng mà do nơi bò ít quá thế nên là mọi người cũng cái lượng người mua thì người ta mua cũng rất là nhiều, và hiện giờ thì bò cũng đã tăng giá rồi. Đấy thì 7 triệu thì khả năng cũng chỉ được con bò rất là bé thôi. Thì Minh Linh cũng bảo nếu mà hai bác cháu này mà mua thì tự bỏ thêm tiền đó, số tiền các bác hỗ trợ thì nó chỉ được như thế thôi. Bác trời đang ngắm bò nhưng mà ngắm mãi không ra. Hả? À? Ngắm thấy con nào chưa? Đấy, tránh ra bò ấy. Không được thì thôi mình đi ăn sáng đi, xong là mọi người đi chợ đi. Hôm nay là đi di chuyển bằng xe khách từ dưới đấy lên 10.000 một người à? Dạ. Thôi đi ăn sáng đi. Đi ăn thắng cố đi. Lâu lâu à? Bao nhiêu lâu à bác trời không đi ra chợ rồi? Không đi ra đâu, đi về nhà đâu. Không có tiền. Uống tên thay chỉ tua rồi chứ chỉ xem là... Lâu lắm rồi không đến rồi đúng không? À. Thôi nhờ bảo bác gái nữa rồi. Thôi mình đi ra chỗ ăn chợ ăn thằng cố kia để ăn đi nhá. Bò thì hiện giờ thì không còn rồi. Đó. Tại vì lúc là Linh
6 giờ Linh đã điện bảo là hai bác cháu đây là đi đến sớm để là xin chào anh Tùa. Ôi cẩn thận nhấn phân. Chị gì ạ? Chị chào. Giờ như đã. Hả? À, mới đầu rồi. Nó tự xây mà tôi. Ủa nhớ một nhớ một tay nó thế. Chỉ nhớ chiếu một cần nó nhớ cần nó lỏ nè. Không cần nó lỏ lỏ tan đây. Tao ít lì. Ôi, ôi cho tưởng đi mùi nhu mà cho nhờ không nhu cha gì cho chín muộn à. Ồ, nhớ nhu rồi. Ờ. Chạy chó mà chín muộn đâu. Cậu lên mà thế bao giờ mà mình nhu nhu chứ. Chưa mà. Chưa mình nhu ở thứ gì? Mình nhu xuống mà. Mình nhu xuống mà mận to. To mà đẹp thế thì chọn à. Có nghĩa là anh Tủa đây là một người chuyên buôn bán bò nhé các bác. Anh Tủa này là Mỹ Linh cũng giúp trên kênh là đi lắp chân giả ở dưới Hà Nội ấy. Đó thì bây giờ anh có thể đi đứng ở hai chân. Ngày xưa là anh Tủa đây là anh Tủa gọi là phải chống gậy giống như ở bé Nô ấy, một chân ấy. Thế bây giờ chân ok chưa? Nhìn tay ok chưa? Đây các bác ấy, ngày xưa Linh giúp đây. Nhìn như bây giờ thoải mái à, nhìn dìa xí à. Chỉ tạo chân, chân tí tí xí, thần xa chỉ chân. Chân một hát ní chỉ muốn chơi tí mà. Xí à dù à. Tạo trào lẻ nào lúc. Xí à dù mùa tạo chảy tí xong. Tạo trụ tạ. Thôi nhá, anh Tuổi nhá, thế còn mua gì không? Dứa gì chưa? Chỉ dứa đấy. Chỉ dứa bếp mùa no phanh. Đi mình chỉ mua trả hạ tổ không dứa là có dịu. Thế nhá, mà nông tử mà tôi là để trả nhá. Hôm nào hẹn anh Tuổi sau. Hả? Vẫn là số cũ 609 đấy. Thôi nhá, hôm nào gặp lại anh Tuổi, hôm nào vào nhà anh Tuổi chơi sau nhá. Đi ăn sáng. Thế nhá, tỏ phúc gì nhá. Đó các bác thì chỗ đó là anh Tuổi thì ngày xưa là Linh cũng giúp là kêu gọi Mạnh Thường Quân là cũng có hỗ trợ là lắp lại cái chân giả đó. Thì anh cũng rất là nhớ ơn Mỹ Linh. Đó vừa rồi gặp thì anh cũng gọi Mỹ Linh cũng không biết là ai. Bây giờ thì trong cái lúc mà không mua được bò nữa thì để tuần sau nhá bác chơi nhá. Thì bây giờ thì mời tất cả các bác cùng với Mỹ Linh cùng với cả hai bác với cả bác gái đây là đi ra chú chợ phiên để ăn thắng cố với cả mời mọi người ăn phở, ăn sáng luôn. Thôi đi nhờ, đi ra chú chợ đi. Đâu nhờ? Có nhà có ăn bánh không? Mua cho mấy cái bánh cho nó này. Chị lấy cho em mấy cái bánh. Lấy 3, 5 cái này. Với cả 5 cái quẩy nữa. Đâu thử à, bác chơi nè. Chưa chọn thật cỏ trộn. Chưa chọn thật cỏ trộn. Không, đây cho em thêm. Lo chở gì chở một to mà. Đưa cho bé 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 kìa. Chị Yến ăn không? Ăn thử cái. Ơ chưa này. Đâu vợ bó ơi. Trời ơi, vào đây làm cứ ngại ngại nhờ. Gặp nhau suốt đây. Bao tiền đấy hả chị nhờ? Tặng bạn. Không biết còn tiền lẻ đấy, hết tiền rồi. Em gửi 20.000 à? Ok. Chị Yến cho 1 đồng vào đây đi. Chị Yến xinh gái. Đi vào đây nhỉ, đi ăn sáng. Mời chị Yến cùng với cả bà con dân bản đi ăn thắng cố luôn. Đấy các bác thì cũng do là không mua được bò nữa để cho hai hộ gia đình này thì để cái tuần sau ấy Mỹ Linh sẽ dẫn hai hộ gia đình này đến mua bò sau. Tại vì là bò cái tuần này nó đắt quá nên là không thể mua được. Ơi sang bên kia bác chơi, đi sang tiếp bên kia. Ngồi bên nào? Đấy, cứ đi một vòng cho mình xem là anh em thích ngồi quán nào thì mình ngồi.
Đấy, các bác có cả ăn thắng dến này các bác. Đấy. Trẻ em vùng cao. Đây là bán à, bánh cuốn nhá. Phở lô lô. Đấy, rất tiếc là ngày hôm nay thì cháu Linh lại không có duyên cùng với cả hai hộ gia đình này để mua được bò. Tại vì Linh cũng dẫn mọi người đi mua rồi nhưng mà không mua được. Các bác xem, khi nào quý cô bác mà đến với huyện Mèo Vạc hay là thành phố Hà Giang thì các bác có thể ghé qua chỗ chợ phiên của Mèo Vạc đây. Một cái khu vực chợ phiên cực kỳ là đầy ẩm thực. Đó, các bác thấy hấp dẫn chưa? Úi dù, cực kỳ là nóng hổi nhá. Phía bên này nó còn nhiều hơn nữa các bác. Đây có cả thắng cố này, tẩu chúa này. Đó, các bác xem, đây, canh rất là ngon nhé. Các bác có thể đến đây để thưởng thức những cái món thắng cố này, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Nhưng mà mua này là tầm khoảng là 50.000. Đó, các bác rất là rẻ luôn, không đắt như những nhà hàng 5 sao nhé. Đấy, sang bên này ngồi mà. Ôi trời ơi. Ôi trời. Chỗ đẹp đấy, không ngồi, cứ đi ngồi chỗ. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Chị Yến ăn xôi không? Thế lử đi, mua ít xôi về đi. Đấy, vào đây ngồi đi, bảo vợ với cả bác gái đâu. Vợ đâu? Hả? À? Vợ anh bó đâu? Nó không biết nó đi đâu rồi. Gọi về đây nhanh lên. Sao để vợ mất tích ấy? À đây 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 đây, vợ đằng sau đây nhá các bác. Đó, vào đi ngồi, ngồi bên này. Đấy, sang bên này ngồi đi. Đấy, vào đi ăn sáng. Đấy, rất tiếc là trong sáng này không mua được bò cho hai hộ gia đình. Em này cho anh lâu lâu rồi bà con mới được ra với ngoài này mời bà con ăn bữa thắng cố. Em lấy cho anh thắng cố về. Cho anh hai bát thắng cố về. À, đây các bác xem. Cặp gà này quá hấp dẫn luôn. Đó, chế. Đây, chế. Chế to chưa? Đấy, gà đen. Gà đen nha các bác nha. Đó. Rất tuyệt vời. Cho hai bát nha. Dính ư. Một lạng 40.000. Gà đen mà. Người ta đã sơ chế rồi, nó còn đắt hơn chứ. Còn đi hả? Chỉ đi rồi. Ờ. Đây là tiết canh. Đó, Lử đang mua xôi. Mua bao tiền đấy Lửa ơi? Mua bao nhiêu tiền đấy? 10.000 một bát hơi đầy đúng không? Xin chào nhé. Bốn bát không đủ đâu, mua tầm khoảng 100.000 đấy. Hai bạn này giống nhau đấy. Anh em à? Anh em rồi. Em này đẹp trai. Vâng. Cô có thể bảo khán giả và ủng hộ cháu kênh Thảo Mỹ Linh. Hả? Thảo Mỹ Linh. Thảo Mỹ Linh à? Thảo. Thảo à? Ờ, THAO. Vâng. Không phải họ Hào, họ Thảo. À. THAO. Thảo Mỹ Linh. Bạn này đây anh nhỉ? Bạn này là anh nhỉ? Vâng. Giống thế. Con này là Thảo A Lử. Thảo A Lử.
Hoàng Mỹ Linh. Tưởng tên con gái, tưởng tên ca sĩ. Tên con trai mà. Bọn em làm Thụ Nguyễn. Kênh của em lập được lâu chưa? Mới lập cho chị ạ. Chị cứ về cho chị đánh ra là ra. Đấy. Rồi, ok. Đây, giả dụ đây, kênh này. Biết tên là cho chị hả? Xem. Biết tên là ra. Đấy. Nhưng bây giờ các bạn là bây giờ nó nhiều kênh quá nên là... Đấy, còn bọn em là kênh Thụ Nguyễn. Chị làm mát sao? Ơi, vừa ăn sáng rồi. Kênh đây nhá chị nhá, có gì thì vào đây ủng hộ này. Rồi, okay. Đó, đây. Rồi, ok. Lấy Lumi rồi. Lấy đây rồi. Tưởng mất à? Tưởng mất sợ rồi. Đâu. Đang chờ lửa mượn. Vào, vào. Rồi, quá tuyệt vời nha các bác. Bao tiền đấy rồi? Hắn còn chiên nhỉ à? Hả? Hả? Thế thôi. Chắc... Ôi, mình nhiều ấy, chắc cứ mua thêm đi. Mua thêm à? Mua. Cho mọi người. Cho con tỷ ấy, cho ít của đây. Ni trong tỷ đâu bà. Cho bà con ra ăn nó thoải mái, thoải mái đi. Lâu lâu mới được ra đây. Nói gì à? 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 Chỉ lần nhập bên thay con nhiều này. Không nhanh về nhá. Hai em là nhà ở tận đâu? Hả? Hả? Cá Ha. Cá Ha là ở khu vai đúng không? Ôi dồi ôi, đừng, không ngại đâu mà. Thế học lớp mấy rồi? Hả? Không học rồi á? Lấy chồng chưa? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi à? Hôm nay là hai đứa tự bắt xe ra đây hay là đi cùng với người yêu? Ui, nhìn này mà bảo không có người yêu. Ê, mặt đỏ hết thế này. Ui rồi, thế là mua xôi mang về nhà cho các em à? Các em hơi ngại. 100 đúng không? Bao nhiêu tiền? 60.000 thôi à? Thế bảo mua 100 là sao? Mua 60.000 thôi? Thì mình là người mông thì cô bán rẻ hơn. À, mình người mông cô bán rẻ hơn à. Đấy, 10.000 thôi này. Hả? Thôi bỏ rồi. Thôi, cho cô bảo 70.000, bảo cô cho thêm một bát nữa được. Đấy, đang làm nước chấm đây. Con yêu của tao phết rồi, tao từ từ ạ. Đấy, nước chấm quá tuyệt vời nha các bác. Hai chị ấy, mỗi người cầm một cái còng gà, các bác thấy tuyệt vời chưa? Đấy, hai chị phải ăn giống như ở Hải Sapa ấy, gặp luôn. Các bác, ui dồi ôi, các bác nào ăn quả đau răng này tuyệt vời đấy. Không biết của nhà nào. Chắc là phải làm một tí lưỡi rồi các bác. Tại vì là các bác kia là cũng lâu mới ra. Em ơi. Thái Thái của anh cái lưỡi này với. Đâu xong là thái hộ anh cái lưới này nhá. Xong là cho anh một bát tẩu chuối nữa. Cứ cắt cả cái lưới này ra luôn, ăn hết cái lưới đây. Cái này một lạng bao tiền? Thì lấy nguyên cái lưỡi thôi. Em múc tẩu chúa cho anh một bát. Ấy, cái cà này là 2 lạng đúng không?
À, trần lên cho nó nóng không? Hiện tại Linh đang gọi món cho bà con. Cái này là 6 lạng, 1 lạng là 3, 1 lạng là 40 nghìn à? À 30 nghìn. Thế các bác do đợi chủ quán lâu quá, Linh vào bếp luôn. Đâu cho xin cái đĩa à? Chắc là phải chân lạ. Ờ chị. Cứ cứ. Giờ đang đây, khó làm quá các bác. Ô, mình chắc dùng tay không. Quá tuyệt vời các bác. Đấy, lưỡi nha, lấy lợn đấy. Đấy, các bác nào mà lên vùng cao và muốn thưởng thức thì các bác có thể ghé qua chợ phiên Mèo Vạc đây để thưởng thức nha. Nên là tí nữa mình sẽ lọc qua. Xong. Em về Trần hộ anh luôn nhá. Thôi bây giờ mình vào thôi nhỉ. Lấy cái giấy. Em ơi, em ơi quay một phát sang đây tí nó về mở coi như để xem mai. Vâng, vâng, vâng. Ngồi hòa bình nhá. Đây, lửa ngồi bên kia đi. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Đi xô đây nhá các bác nhá, ẩm thực luôn. Hôm nay mời cả chị Yến ở dưới thủ đô lên. Tí bắt làm vợ luôn. Chị ơi, nghe thấy cái phong tục bắt vợ chưa? Đấy. Đấy. Đấy, chị bắt, ngồi gần vào. Bắt này là của ai đây? À, bắt chế của bọn mình. Còn đĩa lưới nữa nhá. Thoải mái đi. Đây của chị em mình đây, chống đây. Đủ bát chưa? Xem này, lấy đủ bát chưa? Đấy. Chia đua đi. Tại vì các bác biết là sau một quãng hành trình làm đường của bà con đây thì sau một năm trời là... Bác chưa là một năm chưa ra chợ bao giờ nhỉ? À. Ít chồng chỉ thuốc khử á? Một năm là chưa ra chợ bao giờ luôn các bác. Đó. Thì hiện tại thì Linh đang dẫn mọi người là đang về đây để... mời tại vì là hôm nay là cũng không được may mắn lắm là ra mua bò cho hai hộ gia đình này thì là lại không mua được, thế nên là cháu Linh sẽ dẫn mọi người về đây để ăn háng cố, thưởng thức ẩm thực chợ phiên ở Mèo Vạc luôn. Đó. Thôi dùng đi nhờ, không đợi nhau nữa đâu. Thôi mời chị Yến nhá. Thôi đây các bác xem nước chấm này. Đây, cái thìa đâu mà mình. Em ôi dùng đi, dùng đi. Dùng đi. Em coi qua tí nhá. Đây dùng đi. Ôi dồi ôi. Đợi Linh múc cho nữa cả, đừng ngại. Đấy nhá các bác nhá, tuyệt vời luôn. Đấy. Ăn đi nhá. Bắt chưa? Đấy, chị Yến ăn mẻ mén à? Đấy, xúc thẳng luôn. Ơi, mời tôi gửi bác. À, bó múc cho vợ đi. Ủa đồ. Sao chả thấy lãng mạn gì nhỉ? Thôi, mời các bác nhá. Cùng với cả mọi người đây. Ăn đi, ăn đi. Nha.
Ờ, lấy lại. Cho anh thêm một cái bát nữa được không? Bát bát ngang ngang này để anh chia ra. Đây là lưỡi lợn nha các bác. Bác em tự giới à. Như là cực kỳ, ok, thank you. Để mình chia đều ra cho hai bên ấy. Tuyệt vời đấy. Nó hấp dẫn luôn. Ẩm thực chợ phiên. Đó. Đấy, cho bên kia nhiều hơn bên mình. Chị Yến nhá, đây nhá, cứ thưởng thức đi nhá. Đây lưới lợn nhá. Nử bỏ cái nắp đi ra. Đó. Đấy, ăn sôi mạnh lên nhá. À, đây mẻ mén đây. Đây là mẻ mén vùng cao nhá các bác. Cái món mẻ mén là thuộc top 100 mà những món ngon nhất Việt Nam ấy. Đó. Dành cho chị Yến. Thôi, cháu Linh mời tất cả các bác một tí xôi nhá. Ở đây. Chị ơi, xôi này cứ dùng tay nhá. Ăn đi nhá, áp bó, cả mọi người nhá. Ăn khỏe ơi. Có trơn lắng mạng một tí lấy cho bà một tí nào. Ôi dồi ôi. Ê, để Linh lấy cho. Ôi, nắm luôn. Tối này mà. Ôi. Thích ăn thìa thì có thìa, ăn không quen đúng không? Bà đây là ăn không quen đũa nè. Đấy, nó trở đây. Rồi, mời các bác nhá. Mời chị Yến nhá. Quá thì dân. Thế chị phải chăn canh không, chị không ăn được đâu. Đấy, có tẩu chúa canh nhà đây mà. Đấy, các bác ạ, chấm cái này, ngập luôn. Đây là nước chấm thần thánh ở khu vực chợ phiên Mèo Vạc. Chấm thắng cố. Ngon lắm bác chưa? Ngon quá. Vâng. Hai bác này là có nghĩa là em hỗ trợ xây nhà, nhưng mà hỗ trợ xây nhà cho con trai, nhưng mà con trai lại bị bệnh hiểm nghèo nên vừa mới mất được cách đây hơn tháng rồi. Đấy. Là bây giờ không có con rồi, nữa là hai vợ chồng neo đơn rồi. Còn đây là cậu Apo cũng mồ côi nữa. Vâng. Các bạn qua video này, các bạn mà rảnh lên Hà Giang du lịch ấy, thì các bạn có thể liên hệ qua trực tiếp cái số hotline của Linh ở ngay dưới màn hình ấy. Thì các bạn có thể liên hệ qua đó để các bạn lên đây, các bạn muốn vào đây thưởng thức chợ phiên thì các bạn có thể liên hệ qua Linh, Linh có thể dẫn mọi người đến đây. Cái bữa ăn ngày hôm nay thì chính Linh mời bà con đây chứ không phải là lấy tiền của Mạnh Thường Quân hay là thế nào, là đi dùng linh tinh hay nào. Nói chung là số tiền của các cô bác gửi về để giúp các hoàn cảnh thì Linh sẽ dùng vào đúng cái mục đích của nó, chứ không phải là những cái bữa ăn này mà Linh phải trích cái tiền đó ra. Tại vì đây là cái tiền mà Linh tự bỏ tiền túi để mời mọi người. Còn tiền của Mạnh Thường Quân thì Linh sẽ phải giúp nó thực sự là tốt để cho bà con đây có thể là thoát nghèo được. Ăn mạnh lên nhá bác chơi nhá. Thôi mời các bác. Ăn mạnh lên, ăn mạnh lên. Đấy, Apo ơi, tình cảm lên, múc cho vợ đi. Đấy, lưới này. Đấy, lấy bát đây. Đấy, chấm lên. Đấy, bác chơi đấy. Tôi nhờ của bác chơi đây. Tại vì bà con vùng cao nó ngại ấy các bác. Đó, mạnh lên. Bác chơi chấm thử này, chấm ngập luôn, ăn mới ngon. Bác sĩ dư kìa à? Dư mà, nó ngay dư à? Đấy,
Thử nào. Ngon à? Còn chưa nhai mà đã kêu ngon rồi. Ăn đi. Ôi giời, chị Yến Tử Điêu. Ôi giời, bắt chơi. Lấy lại thanh xuân. Đó. Này, áp bó. Thanh xuân đấy. Quý vị cho ăn đấy, không phải đâu. À. Nào, lấy vợ ấy. Đó. Còn cái này là phần thưởng của Linh. Còn cái này là cho Lử. Hả? Không ăn này. Ui dồi ôi, thế cho bà nhá, ăn trứng bổ trứng. Ăn thử ra có chơi. Xỉ nó hả? À bó, ăn như này, chấm ngập này mới sướng này. Đấy. Đấy, bác chơi kìa, bác xe bác chơi kìa, ui. Đó. Đau răng đấy. Đấy các bác, sau thời gian này ăn thì hiện tại ăn xong rồi. No chưa bác chưa? À bố. No rồi. No chưa? No rồi. Đấy nhá, mọi người cố gắng về đi nhá. Xong là tuần sau lại sang chọn tiếp nhá. Vâng. Có nghĩa là mình sẽ chọn, kể cả nó đắt hơn 1 triệu thì có thể mình tự bỏ tiền túi ra để mình giả được. Còn không có thì sẽ có thể vay Mỹ Linh, hoặc là Mỹ Linh xem khả năng Mỹ Linh có, Mỹ Linh có thể cho. Nha. Đấy, vừa rồi thì các bác cũng ăn xong rồi. Đấy. Ôi, gói, cái này gói về cho trẻ con đi. Thôi, hai nhà nhỉ? Hai nhà thì mỗi người một tí thôi. Đấy, bác chơi. Để Mỹ Linh lấy thêm cái túi nữa. Túi này, nhà em có túi không? Cho anh hai cái túi. Cảm ơn. Tính tiền cho anh luôn nhé. Để kết mùa. Sao nó khoản nhỉ? Con về đây. Xem là còn thừa gì đi. Tao chưa đợi nữa hả? Ây mà người ta chỉ chạy. Được rồi. Được. Là no rồi nhá, bây giờ tạm biệt mọi người nhá, xong về đi nhá, xong là có gì thì mai kia gặp tiếp nhá. Bao tiền nhỉ? 370.000 cả. Trong cũng hết tiền. Hết tiền rồi, trong này không đủ đâu. Đây. Rẻ đấy. Hay là khuyến mãi. Ê, xong về không à? Sẽ cố gắng là tuần sau nhá. Vâng. Có đi chợ không? Vẫn đi chợ à? Không, về luôn. Về luôn. Về luôn à? Lúc nãy là đi một lần rồi. Về bắt chơi cúng ma. À, cúng ma. Vâng. Cúng cái gì? Cúng ma. À, có nghĩa là làm một ít phong tục thôi, ai gọi là cúng, đúng không? Thôi nhá. Ừ. Về nhá. Tạm biệt nhá. Đấy, bánh này mua cho rồi, về nhá. Chào nhá. Tuần sau gặp lại nhá. Cái này bán Trung Quốc à? Anh cảm ơn nhá em ơi. Đó, các bác thì vừa rồi thì Linh cũng có dẫn chỗ bác chơi với cả áp phó
đi ra chỗ chợ phiên Mèo Vạc để mua bò, nhưng mà do là cái lượng bò ngày hôm nay nó rất là ít, cho nên là cũng không thể chọn được những con bò cái tốt, và cái giá thành của nó đã bị đẩy lên cao hơn cả cái tuần trước rồi. Thế nên là Mỹ Linh, bác Trơ với Áp Bó đã quyết định là để tuần sau để tiếp tục quay ra lại chợ phiên ở đây để tiếp tục tìm mua bò cho hai hộ gia đình đó. Thì hôm nay thì Linh cũng không dẫn được mọi người mua bò, nên là Linh cũng dẫn mọi người đi ăn uống và thưởng thức ẩm thực. Rất mong là quý cô bác lượng thứ và bỏ qua cho video Mỹ Linh, tại vì là cũng sau một năm thì mọi người cũng không ra chợ mấy, thì Mỹ Linh cũng muốn mời mọi người ăn thưởng thức những món ăn mà mọi người chỉ có những ngày đám, ngày cỗ biết được ăn thôi. Thì đấy, hôm nay thì Linh đã mời mọi người đây rồi, và cái video của cháu Linh trong ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh.